Xin chào các bạn, tôi đến đường Trần Bình Trọng, tôi mua cái thuốc này để trị bệnh cho bé rái cá nè. Một cái shop, mini shop bán đồ cho thuốc cưng rất là dễ thương, nằm trên đường Trần Bình Trọng số mấy vậy? 126B nha, các bạn có thể tới đây mua đồ cho chó luôn á. Nhiều bạn hỏi tôi mua mấy thức ăn chó đồ đâu á, tôi thấy chỗ này bán nhiều lắm nè. Giá cũng phải chăng á. 77.000. Rồi, cái này là đồ ăn cho mèo lớn, trong này nó có nhiều thành phần. Làm từ cá ha. Đúng rồi. Thì nó thích hợp cho rái cá ăn luôn, để cho nó bổ sung dinh dưỡng. Cái này là nhập nước ngoài hay nhập khẩu từ Pháp đúng không? Đúng rồi, chứ mua một số loại đồ của Thái Lan á, khi mà nó ăn vô nó đi vệ sinh ra thúi lắm. Em cảm ơn nha. Rồi chắc cái này ăn được tốt nè. Hôm nay tôi cho các bạn xem cảnh tôi đi thăm rái cá TV nằm tủi thân khóc nhè, muốn được đi chơi tự do. Còn rái cá Tina thì bị viêm da do điều kiện nuôi nhốt không tốt. Hồi nhỏ cứu mấy em rái cá này á, chưa mở mắt, rồi lớn lên tới bây giờ gửi người này người kia nuôi, giờ mất đi kỹ năng sinh tồn sống ngoài thiên nhiên cả rồi. Có thả vô trong rừng thì rái cá TV với Tina cũng không có thể hòa hợp với bầy đàn được, sẽ bị dí cắn đánh lộn. Cũng không biết cách tìm nguồn thức ăn nước sạch để uống là sẽ dễ bị tiêu chảy chết. Bởi vậy việc chăm sóc rái cá, nuôi nấng nó tốn kém hơn việc chạy cứu rất nhiều. Tương lai tôi muốn tạo ra một cái nơi sinh hoạt cho rái cá TV và Tina phát triển tốt hơn. Như ở trong sở thú thì cũng không có điều kiện tốt bằng mình nuôi ở nhà. Nước dơ ô nhiễm làm rái cá bệnh tật, nước dơ là rái cá dễ chết lắm. Nên bây giờ tôi muốn tạo ra cái quỹ mà bảo vệ rái cá, chắc phải nhờ đến sự đăng ký ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Tôi mới có cái nguồn lợi từ YouTube, rồi lấy cái kinh phí này để hỗ trợ động vật. Giờ rái cá Tina thì bị viêm da, phải lo chữa bệnh cho em ấy. Cái thuốc Acelovi trị bệnh nấm da cho người lên lưng của Tina đó, thì tôi phát hiện là nấm lưng trên da không phát triển nữa. Vậy là nó quá tốt đúng không các bạn? Mà bây giờ tôi mua cái thuốc chuyên dụng này rồi nè. Đó, thuốc này sẽ giúp cho Tina mau hết bệnh nha. Tina vui nha con. Ừ, Tina ngoan nè. Ok, chữa bệnh cho con nha. Nguyên nhân tôi mua cái thuốc này á, là để xịt lên toàn bộ lông của rái cá Tina. Lỡ cái vi trùng viêm da nó còn phát triển ở nơi khác nữa thì nó sẽ làm lây lan ra. Nên á, có cái thuốc xịt và cái thuốc bôi, kết hợp hai loại thuốc lại dùng với nhau nó vẫn tốt hơn là mình chỉ dùng một loại thuốc bôi. Cái thuốc bôi thì mua rất rẻ tiền, mua trong nhà thuốc Tây là có. Còn đặc biệt cái thuốc xịt này phải mua chuyên dụng rồi các bạn thấy không, đâu phải mua ở chỗ nào cũng có đâu. Với cái kinh nghiệm mà nuôi thú vật rồi chữa bệnh cho thú vật của tôi bây giờ là nó dài lắm luôn rồi đó. Giống như là đậu bác sĩ thú y luôn rồi đó. Mà tôi nó là chuyên chữa bệnh cho thú hoang dã, thú quý hiếm. Chứ tôi không có chơi chó mèo nữa. Chó mèo là hồi nhỏ cấp 1, cấp 2 là tôi đã nuôi chó mèo quá rành rồi. Đi chơi. Rái cá Tina thì đang múa lụa để tạo sự chú ý, xin xỏ ra ngoài chơi. Các bạn thấy em ấy thông minh quá đúng không? Còn rái cá TV thì sao? Trong khi tôi đang lụi hụi dọn dẹp vệ sinh chỗ ở cho em ấy thì TV đang tìm cách chọc phá camera không cho tôi quay phim đó các bạn. Đang cố tình chọc phá cái máy camera của Tiun đấy các bạn. TV, đôi mắt của em ấy rất là sáng. TV đang tò mò. Đố các bạn biết em ấy đang suy nghĩ gì đây? Một là troll Tiun, hai là chơi ngu nghịch dại, ba là muốn thể hiện ta đây là siêu quậy.
Và câu trả lời chính xác chính là Joe Tae-un cố tình quay hướng camera đi chỗ khác để cho Tae-un khỏi quay phim chơi. Thấy em ấy quậy chưa các bạn? Nhưng mà làm sao rái cá TV có thể qua mắt được tiên cá, để cho các bạn thấy rái cá là loài vật rất là thông minh. Chỉ vì các bạn không hiểu nó nên các bạn làm hại nó. Còn đối với Tae-un, rái cá chính là anh em của mình. Từ việc yêu thương tất cả các loài vật khiến cho Tae-un trở nên không còn tình cảm luyến ái như người thường. Tae-un chỉ có tình yêu nhưng không có tình dục, nên Tae-un không có cảm giác gì đối với con người cả. Tae-un thấy con người rất là ác và làm cho Tae-un cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy một người ngồi ăn thịt động vật ngấu nghiến. Ghê lắm các bạn ạ. Một người mở miệng ra là yêu thương này kia, tình yêu này nọ, nhưng mà họ đang ăn thịt anh em của mình, ăn thịt cha mẹ của mình. Nên thà Tae-un dành thời gian để yêu thương tất cả các loài vật còn hơn yêu thương một con người. Vì cái thứ tình cảm đó là ích kỷ. Còn tình cảm nam nữ đối với Tae-un chỉ là cái thứ tình cảm nhỏ nhất trong cái thế giới này. Tae-un không thích những điều đó. Khi trở thành tiên cá rồi, Tae-un cảm thấy mình có rất nhiều tình yêu nhưng không hề có dục. Và những ai muốn trở thành tiên cá giống Tae-un trong tương lai cũng sẽ trở nên như vậy. Hiểu được tất cả về thế giới, không còn ham muốn gì cả, chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với tất cả muôn loài. Đó cũng chính là sứ mệnh của một tiên cá, luôn kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Các bạn nhìn thấy Tae-un dọn dẹp chuồng rái cá vui không? Tại sao các bạn khiến Tae-un phải làm điều này, trong khi rái cá có thể sống tự do tự tại ngoài thiên nhiên, không cần ai nuôi dưỡng cả, mà cha mẹ các bạn lại bắt hại chúng mỗi ngày để kiếm những đồng tiền tội lỗi chăm sóc cho các bạn. Tình yêu thương của người thường là vậy đó, rất là ích kỷ, chỉ nghĩ tư lợi cho bản thân. Trong khi có hàng vạn cái nghề làm ăn lương thiện mà không chịu làm, cứ đi làm hại động vật, làm cái nghề thấp kém vậy hoài. Chính vì vậy mà hôm nay Tae-un phải ở đây dọn dẹp chuồng rái cá. Tae-un phải mượn cái thân thể này để chăm sóc những loài vật bị các bạn hại. Tae-un phải đến thế giới này vì các bạn, chỉ cho các bạn thấy sự sai lầm tạo ra tội lỗi khó thể cứu vãn của mình. Thôi thì dừng lại đi ha, đừng hại động vật nữa. Tae-un không có muốn mua rái cá hay nuôi dưỡng gì nữa đâu. Đừng có gọi phone cho Tae-un hoài, đủ phiền toái lắm rồi. Nếu các bạn sợ bệnh tật thì hãy rèn luyện thân thể để trở thành người cá, có thân kim cang bất hoại. Nếu các bạn sợ đói khát thì hãy bỏ dục và những tạp niệm trong tâm. Tae-un có thể làm được thì các bạn đều có thể làm được. Để yên cho thú vật sống đi. Xin làm ơn luôn đó, đừng có tạo ra khổ đau, làm liên lụy những người mình yêu thương nữa. Cho hết bệnh nha. Đi nào ngoan nha. Tina ngoan nha. Tina ngoan. Tina ngoan nha. Con bị bệnh như vậy á, con phải xức thuốc cho nó mau hết bệnh biết không? Biết không Tina? Tina ngoan. Tina. Rồi. Vô chuồng con đi ra. Tae-un đang phải dọn dẹp chuồng rái cá Tina mà cứ bị con TV này nó trô riết, nó cứ phá cái máy camera của Tae-un hoài à các bạn. Mình quay hướng camera vô chỗ này thì nó lại quay hướng camera đi chỗ khác, nó quậy vậy đó. Cái này chỉ có hai bé rái cá thôi mà Tae-un phải mất cả 2 tiếng đồng hồ để chăm sóc chuồng rồi chữa bệnh rồi cho rái cá ăn. Các bạn nghĩ Tae-un thích nuôi rái cá lắm hả? Không, vì sự mưu muội của người thường thì Tae-un không làm những cái công việc này đâu. Nên các bạn đừng có biến rái cá thành thú cưng của mình. Nếu các bạn thích nuôi rái cá như thú cưng thì sẽ khổ như vậy nè. Cha mẹ của mình còn chưa có thời gian chăm sóc, hết thời gian sống luôn rồi. Làm như vậy để được cái gì? Đúng không nào? Tại sao lại phải làm hại rái cá?
Na ngoan nè, TV cũng ngoan nè, hai đứa đều ngoan hết nghe chưa. Ấy da trời ơi, trời ơi đi quậy nó rồi, đi rồi. Cái cây đó mới chà quét. Ai da. Tina hết bệnh đi rồi, tôi cho Tina tắm nè, hết bệnh rồi đi được cho tắm. Ok. Quá đi vô không đi ra đó, nói tôi nói một tiếng nghe lời đi nha Tina. Có được phá cái mát camera nữa nghe chưa, rồi giỡn à, ý giỡn nha. Tiêu nè, để tiêu anh một chút nha Tina. Hiểu được suy nghĩ lại vật là như vậy, mình phải chiều cho nó chơi tắm. Chiều tôi mua đồ chơi cho con chơi nha, con nhà ngoan tôi ráng đi dạy bơi ha, giúp cho mấy em nhỏ thành người cá để không còn hại đồng loại anh em của con nữa ha.